Đấy, hai lần. Đây là tràn màn hình, hai lần là tràn màn hình. Còn đấy quay lại thế này là xong rồi. Quay lại nó có một hướng là vào phần đã đi theo anh nhé. Đâu ra sau là anh chạm một lần. Sau anh chạm lần là trước. Quay lại là trước. Có thể kéo đi lên đi xuống được, anh thử di lên di xuống mà xem, hay lắm. Di di đấy. Nó cứ không co lại được. Video đi trực tiếp không coi được. Đây hướng này anh vào phần Navitel để anh dẫn đường như vừa nãy con A10 kia. Xem nào. Phần này chắc anh dùng như con A10 vừa nãy. Cho nó to lên đúng không? To đâu nhỉ? Không, cái này cho to sao được. Không phóng to lên được. À phóng tràn màn hình á? Ừ. Quyết thử nghiên cứu xem. Có chứ. Đây là mới. Đấy. Ấn cũng hai lần à? Không, đây em mới cái này nhá. Anh vào lại này. Đây anh vào dẫn hướng này nhá. Ừ. Anh muốn nó tàn màn hình, anh nhấn mũi tên này, nó đẩy cái cam này chạy à. Và nó sẽ tàn màn hình này cho anh. Ừ. Nhưng cái hai góc này là phần góc vát thì nó sẽ không tràn ra đây. Ừ, nó sẽ hiển thị ngày tháng và cái chế độ để anh chọn. Cái này là tìm kiếm nó, lộ trình là xem ấy ạ. Đúng rồi. Cái đặt này có gì? Được, cái này cài đặt được phần mềm thôi, cảnh báo hệ thống với ngôn ngữ bọn em sẽ cài đặt sẵn cho anh rồi. Tìm kiếm rồi đúng không? Đấy, ví dụ anh theo địa chỉ hoặc cái địa chỉ cũ thì anh có thể vào phần lịch sử. Đây ví dụ vừa em gõ Phạm Đình Hổ đây. Ví dụ anh gõ thì theo vị trí Việt Nam Hà Nội à? Đúng. Nhưng mà bây giờ ngoài ấy thì nó ngoài Hà Nội đúng không? Anh chọn vào đây. Đây à. Anh chọn vào đây xong anh chọn nó ở tỉnh khác nó